quả nhiều lắm, nó không biết cái đó là cái gì. Là tưởng chừng là mày lớn vậy thôi, cứ mừng rỡ cứ nói con kể sinh ra rồi ngủ, không ngờ sinh ra là nó ôm bự từ đây dài. Chị khóc không, nội ngoại gì là khóc không chứ không biết nói cái gì đó. Cái bú đặc trưng quá lớn mà nó vàng vàng khó ngọt và nó có một cái tình trạng nó chảy máu trong bú, có nghĩa là cái những cái chỉ số về mình cho anh biết là cái máu á nó tụt xuống liên tục à, mà cái bú thằng này nó càng bự càng bự càng bự ra. Cái vấn đề thứ hai nữa là bú này đã nhiễm trùng rồi, có nghĩa là nó biểu lộ qua cái tình trạng lâm sàng mà nó sốt liên tục, người nó đừ. Thứ ba nữa là cái kết quả máu của nó càng lúc nó càng tăng, mà cho thấy nhiễm tình trạng nhiễm trùng đáp ứng viêm của nó càng tăng lên à, từ lúc từ 20-30 mà tới thời điểm mổ lên tới 80 mấy, gần 90, nó nhiễm trùng rồi, mà nhiễm trùng nó đi vô máu, nó làm cho nhiễm trùng trong máu và đương nhiên nó bị sốc nhiễm trùng và bé chắc chắn là tử vong. Nếu như mà những gì mà tôi đọc được, những gì mà tôi sưu tầm được thì đây là cách thứ sáu à, bán lại.